Thưa quý vị, theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, ngày 24 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 của từng trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn của thành phố. Và số liệu này sẽ giúp học sinh biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường. Số liệu được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổng hợp dựa trên số lượng nguyện vọng dự tuyển đã đăng ký của những học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn của thành phố Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6.